Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn giới thiệu với các bạn một cái mạch đảo chiều động cơ dùng relay và có tích hợp công tắc hành trình. Ứng dụng của mạch này là dùng để mình làm cái cửa cuốn hoặc là đóng mở cửa ở các công ty chẳng hạn, hoặc là một số ứng dụng khác. Bây giờ mình sẽ mô phỏng mình chạy thử cho các bạn coi thôi nha. Đó. Thì bây giờ mình nhấn nút tới thì motor nó sẽ quay tới. Nó quay tới và nó gặp cái công tắc hành trình này. Chặn công tắc hành trình thì motor sẽ dừng. Rồi motor nó dừng. Rồi khi mình nhấn nút lùi đó, motor sẽ chạy sẽ ngược lại, nó chạy ngược lại, chạy ngược lại thì công tắc hành trình đây mở ra và chạm công tắc hành trình này, chạm công tắc hành trình này thì motor dừng lại. Còn khi mà mình nhấn á, mà đang motor nó đang chạy á, thì mình nhấn stop thì motor nó dừng nhịp động. Giờ mình nhấn nút tới nha. Mình nhấn nút tới. Lộn, nhấn nút mình lùi cũng được, nhấn nút nút lùi thì mình đang chạy mình muốn dừng lại, nhấn stop motor sẽ dừng. Đó. Giờ mình sẽ cái mạch này bao gồm mình sẽ nhận chi tiết những cái linh kiện trên này. Mạch này bao gồm ba cái nút nút nhấn, trong đó có hai nút nhấn thường thường mở và nút nút lên và nút xuống này, và nút nhấn thường đóng là nút stop này, và bốn relay và hai công tắc hành trình. Công tắc hành trình này loại ba cực nha các bạn, chứ không phải là hai cực. Ba cực. Mình giải thích nguyên lý hoạt động nó nha. Mình lý giải tại sao mình dùng công tắc hành trình ba cực, bởi vì mình cái mạch này mình nối vô cái tiếp điểm thường đóng của công tắc hành trình này, nhưng mình không có nối vô tiếp điểm thường đóng thường hở. Mình phải dùng cái công tắc hành trình ba cực. Mình giải thích nguyên lý hoạt động nó nha. Bấm chạy nè. Khi mình nhấn nút, bây giờ mình sẽ giải thích nguyên lý tại sao nó có bốn relay. Cái cặp relay 1 và 2 này là chung là một bên. 2 3 4 là một bên. Cái cặp relay 1 số 1 và số 3 là có nhiệm vụ là đảo chiều động cơ, đảo chiều động cơ. Còn cặp relay thứ hai, relay 2 và 4 có nhiệm vụ là nó duy trì cho cái relay là nó giữ, nó có tác dụng như là một tiếp điểm duy trì vậy này, tiếp điểm duy trì chứ không có tác dụng gì hết. Và relay 1 2 được nối song song với nhau qua cái cuộn cảm của nó nha. Relay 3 4 vậy được nối song song với nhau. Cái cuộn cuộn hút á, mình được nối song song với nhau. Còn nguyên lý của nó là khi mình nhấn 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 nút up này, nút tới này. Đó. Thì sinh mạch điện nó sẽ đi từ 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 dương này nha, nó đi qua cái này và cái nút cái tiếp điểm thường mà cái relay thứ hai á, relay ba, relay thứ hai và thứ tư này là mình nối, mình chỉ dùng hai hai dùng tiếp điểm thường thường đóng thôi. Mình dùng tiếp điểm thường thường hở thôi.
Và cái tiết điểm thường hở của cái relay này phần đề sẽ được nối song song qua cái nối song song với cái nút nhấn up này. Mình cái nó có hai hai bên, một là bên một bên này đó với bên này. Với hai bên này thì nó tương tự nhau, mình sẽ xích một bên này thôi, bên bên đây thôi, còn bên này thì nó như nhau. Khi mình nhấn nút cái tiếp điểm thường đóng này, thường hở này, nó sẽ được nối tiếp, nó nối song song với cái này. Khi mình nhấn nút up, cái nút này, nút up này xuống, thì hai relay là nó sẽ đóng, thì cái tiếp điểm thường thường đóng này, thường hở này, nó sẽ đóng đóng tiếp theo luôn, và nó sẽ có tác dụng duy trì cho cái dòng điện nó từ dương này qua đây đó xuống âm, xuống xuống âm, và nó dẫn điện liên tục bởi vì nó nối song 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 qua đây nè. Cái này nó nhắn xuống á, thì cái này nhắn xuống nó hút, nó hai cái relay nó hút hút thì nó sẽ duy trì cái điểm này, nó duy trì miết cho nó duy trì cho cái hai relay nó hút hút liên tục đó, hút liên tục. Nó nhấn ấp nhận hút nút liên tục thì nó sẽ động cơ sẽ chạy liên tục. Khi chạy qua đây, nó chạy qua trong trong cái địa điểm này, bởi vì cái công tắc hành trình thứ hai này nè, mình nối nó giống như một công tắc vậy. Một cái cụm hút của relay 3 và 1 và 2 này mình sẽ nối tiếp qua cái cùng cái hành trình này. Đó. Nên 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 khi mình tới đây nó tiếp xúc cái này một cái thì ngắt dòng điện ra, thì hai relay này nó nhả ra, thì motor nó dừng, nó không chạy nữa. Rồi khi mình nhấn nút down thì nó chạy, thì cái hệ thống bên này nó hoạt động, cái ví bên này nó hoạt động, cái ví bên này nó hoạt động thì nó sẽ chạy ngược lại thôi. Nhấn nút down thì cái này hoạt động và công tắc hành trình này mở nhả ra, vì một nó chỉ chuyển chỗ khác rồi nhả ra, thì tới đây nó tới cái hành trình thứ nhất đây, thì nó ngắt tiếp điểm thì rồi lên nó hút, nó nhả ra. Bởi vì cái nguyên lý của bên này, bên bên ba bốn này, cái bên nó tương đương, nó giống với cái một hai này, nó nhả ra như vậy. Còn nguyên lý đảo chiều của động cơ relay này thì nó đơn giản lắm, mình sẽ dùng hai relay này thì đảo chiều được. Khi mình muốn đảo chiều thì mình nối vô vô motor, mình sẽ nối vô một điểm điểm, điểm chung của hai relay, và còn hai điểm cái điểm tiếp điểm thường thường đóng đó. Thường đóng đó, mình sẽ nối vô cực dương, và tiếp điểm thường mở này, thường đóng này, mình sẽ nối với cực dương đó, dương 12V. Còn tiết điểm thường mở đây mình sẽ nối với âm này, thì mình khi mình nhắn khi khi mình nhắn cái relay nó hút á, nó chuyển nó xuống đây, thì nó dòng điện từ 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 dương này qua đây xuống đây, nó chạy một chiều. Khi mình nhắn nút bên đây nó mở lên đó, đây đóng xuống đó, thì dòng điện chạy ngược lại xuống đây, đây qua đây, còn motor xoay chiều lại đó, đơn giản là vậy. Cái mạch này mình có thể áp dụng vô, có các bạn có thể áp dụng vô mọi cái mạch mà bạn thích, mà đa số là áp dụng vô cái cửa cuốn hoặc là cửa đóng cửa công ty đó. Đơn giản không, đã phức tạp rồi. Rồi, chúc các bạn thành công nha.